Chào tất cả các bạn. Trong cái video này thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm cái bài tập lớn số 1 trong phần hình họa. Đây là cái phần bài toán vị trí, xác định giao tuyến của hai cái miếng phẳng hoặc là giao tuyến của miếng phẳng với các cái mặt phẳng và yêu cầu xét thể khuất. Thế thì ở đây tôi sẽ lấy một cái ví dụ là giao của một cái miếng phẳng tam giác với một cái mặt phẳng cho bởi hai vết. Thì để làm được cái bài này thì các bạn phải nhớ cái lý thuyết của cái phần xác định giao tuyến của cái đường thẳng với mặt phẳng. Vì ở đây giao tuyến của mặt phẳng đây, chúng ta muốn tìm giao tuyến của hai mặt phẳng với nhau, ta xác định giao tuyến của hai đường thẳng từ mặt phẳng này cắt vào cái mặt phẳng hoặc là miếng phẳng kia, thì chúng ta sẽ tách cái hai cái đường thẳng đấy thành hai cái bài toán tìm giao của đường thẳng với mặt phẳng. Tìm hai giao điểm nối lại sẽ ra được cái giao tuyến của cái miếng phẳng và cái mặt phẳng cần tìm. Thì để tìm giao điểm của đường thẳng với cả mặt phẳng thì chúng ta sẽ sử dụng phương pháp mặt phẳng phụ trợ. Đấy, thì cái phương pháp này nó có 3 bước. Bước đầu tiên là chúng ta muốn tìm giao điểm của đường thẳng D với mặt phẳng Q, thì bước đầu tiên là bước 1, chúng ta phải lập mặt phẳng phụ trợ R, mặt phẳng R chứa đường thẳng D. Và cái mặt phẳng R này thường thì sẽ chọn nó là mặt phẳng chiếu đứng hay chiếu bằng để tùy. Các bạn có thể chọn chiếu đứng hoặc chiếu bằng theo cái sở thích hoặc trong hình của bạn, chỗ nào thoáng thì các bạn chọn. Bước 2 đó là chúng ta sẽ tiến hành xác định cái giao tuyến phụ G của cái mặt phẳng R, mặt phẳng phụ trợ G, R vừa mới dựng với mặt phẳng Q. Ta ra được cái giao phụ G. Và bước 3 là cái đường thẳng D cắt vào giao phụ G thì cho chúng ta cái giao điểm A, chính là điểm gọi là điểm này, điểm K, chính là cái giao điểm của đường thẳng D với mặt phẳng Q cần tìm. Để cái phương pháp mặt phẳng phụ trợ chúng ta nhớ là có 3 cái bước cơ bản như thế. Vậy thì bây giờ chúng ta đi vào cái bài toán này. Thì chúng ta sẽ giải cái bài toán này như thế nào. Thì để tìm giao tuyến của cái miếng phẳng ABC cắt vào mặt phẳng V và phẳng mặt phẳng R cho bởi hai vết, thì chúng ta sẽ tìm giao điểm của hai đường thẳng. Tìm giao điểm của hai đường thẳng. Ở đây cụ thể là của hai cái cạnh của miếng phẳng, đó là cạnh ABC và cạnh AC cắt vào cái mặt phẳng R này. Sau đó chúng ta sẽ nối giao hai cái giao điểm với lại thì chúng ta sẽ có cái giao tuyến và sẽ tiến hành xét thể khuất. Đấy. Thì đây tôi sẽ làm cụ thể và cái này tôi sẽ sử dụng cái phương pháp mặt phẳng phụ trợ này. Đầu tiên, để xác định giao điểm của cái AC với cả mặt phẳng R. Đấy, thì ta lập mặt phẳng phụ trợ. Đây ta sẽ chọn, tôi sẽ sử dụng phương pháp mặt phẳng phụ trợ, đây là chiếu đứng. Lập một cái mặt phẳng phụ trợ chiếu đứng. Tôi sẽ vẽ bằng một cái nét màu khác để các bạn dễ theo dõi. Màu tím này nhé. Lập mặt phẳng phụ trợ chiếu đứng R1. Đây thì mặt phẳng phụ trợ chiếu đứng thì các bạn đều biết là mặt phẳng chiếu đứng thì nó sẽ hình chiếu đứng của nó là suy biến thành một nét, đúng không? Mặt phẳng chiếu đứng R thì hình chiếu đứng nó suy biến thành một cái nét như này, suy biến thành R1. Lập mặt phẳng phụ trợ chiếu đứng chứa cái đoạn thẳng AC. Bước thứ hai, xác định cái giao của cái mặt phẳng phụ trợ R này. Ở đây tôi gọi thì lập mặt phẳng phụ trợ Q đi, tại vì nó trùng với tên. Lập mặt phẳng phụ trợ chiếu đứng Q thì đây sẽ là Q1. Thì đây là bước đầu tiên, mặt phẳng phụ trợ chiếu đường Q, chiếu đường ở đây. Bước thứ hai đó là xác định cái giao phụ của mặt phẳng Q này với mặt phẳng R. Thế thì giao phụ này thì ta gọi là G, thì khẳng định luôn là cái G1 sẽ trùng với cả Q1. Đây, G1 trùng luôn với Q1 như thế này. Đấy. Hình chiếu đứng của cái giao phụ G đây, G1 trùng với Q1. Thế còn G2 thì chúng ta phải tìm. Thế thì để tìm cái giao phụ của mặt phẳng Q với cả mặt phẳng R thì ở đây các bạn nhớ tôi rằng là mặt phẳng Q
quy này suy biến thành một cái đường thẳng. Muốn tìm giao của mặt phẳng R với mặt phẳng quy thì chúng ta sẽ tìm giao điểm của hai đường thẳng nằm trong mặt phẳng R cắt vào mặt phẳng quy và nối lại, tìm hai giao điểm nối lại. Thì mặt phẳng R đây hiện giờ nó cho 12 vết, thì hai đường thẳng đấy là hai đường thẳng nào? Thì nó chính là vết đứng và vết bằng. Cụ thể ở đây vết đứng V1R ở đây chính là cái hình chiếu đứng của một đường thẳng. Vết đứng này thực chất ra đây là V1R này, thực chất ra nó là một cái hình chiếu đứng của một đường thẳng thôi. Đây thì các bạn nó gọi vết đứng này, tôi gọi đây là D1 đi. Thì D1 đây là trùng V1R. Đấy, D1 trùng V1R. D2 ở đâu? Thì tôi đều biết là D2 sẽ chính là cái trục x vết đứng ấy. Thì cái hình chiếu bằng của nó chính là trục x. Đây chính là trục x là D2. X đây là D2. Đấy. Và cái đường thẳng thứ hai mặt phẳng tạo bởi hai vết này thực chất ra chính là trường hợp hai đường thẳng cắt nhau, tức là hai vết cắt nhau. Thì cái vết bằng V2R này thì thực chất ra đây nó cũng chính là, tôi gọi cái vết bằng này, nếu gọi tên nó bằng cái tên là đường K đi, K2 đi, K2 thì K2 trùng V2R. K2 trùng V2R, K1 đâu? Thì K1 đây chính là rơi vào trục x. Cái hình chiếu đứng của nó chính là trục x. K1. K1 thì rơi vào trục x. À, như vậy tức là cái mặt phẳng R này là so với hai đường D và đường K cắt nhau. Đấy, D1 cắt K1 và D2 cắt K2. Đấy, đều cắt nhau cái vị trí điểm này. Vậy thì muốn tìm cái giao phụ G của mặt phẳng R này cắt vào mặt phẳng Q thì chúng ta tìm giao của đường D và đường K này cắt vào mặt phẳng Q, nối lại. Thế là đường D cắt vào mặt phẳng Q là mặt phẳng chiếu đứng nhé. Thì D1 đây cắt vào mặt phẳng Q1 cho chúng ta một cái điểm. Điểm này này. Điểm này tôi gọi đây là ví dụ là điểm 1 1. Đấy, tôi cứ làm thứ tự thôi. Đường thẳng D này cắt vào mặt phẳng Q1 đúng không? À, thì chiếu đứng đây Q1 suy biến đây, đường D1 cắt vào Q1 cho ta điểm 1 1. 1 2 thì đương nhiên là 1 1 thuộc D1 thì 1 2 sẽ thuộc D2. Theo nguyên tắc điểm thuộc vết đứng hình chiếu bằng rơi vào trục x, cho nên là đây sẽ là 1 2. 1 2. Đấy, đường D đây cắt vào Q. Hoàn toàn tương tự, nó tìm thêm một đường của mặt phẳng R cắt vào Q chính là đường K. Đường K này thì hình chiếu đứng K1 đây cắt vào Q1. K1 là trục x cắt vào Q1 thì cắt vào chính tại điểm này. Thì cho chúng ta điểm. Đây là K1 thì cắt vào đây. Q1 thì phải cho chúng ta điểm 2, gọi là điểm 21. Thế thì 22 đâu? 21 thuộc K1 thì 22 sẽ thuộc K2. Có nghĩa là 22 thuộc V2R. Đấy, thì điểm mà có hình chiếu đứng ở trên trục x thì hình chiếu bằng phải rơi vào vết bằng. Hay nói khác là điểm thuộc vết bằng thì hình chiếu đứng sẽ rơi trên trục x, là ngược lại như vậy. Vậy thì đây 21 đây. Dòng xuống. Đấy, 21 thuộc K1 thì 22 sẽ thuộc K2, tức là 22 thuộc về 2R. Điểm này sẽ là 22. Rồi. Và bây giờ G1 thì chính là 1121. Nối 1121 lại chính là cái đường G1. Đấy, lúc nãy ta đã ghi G1 trùng Q1 rồi. Còn G2 nó chính là 12 và 22.
Đây sẽ là cái G2, giao phụ G2. Đấy, như vậy là chúng ta đã tìm được cái giao phụ G. Bước thứ hai, xác định giao tuyến phụ của R và Q. À, ở đây thì tôi cho cái này nó thay đổi lại cái vị trí về mặt phẳng phụ trợ của chúng ta. Ở đây chúng ta chọn là mặt phẳng Q, còn cái mặt phẳng gốc của chúng ta là mặt phẳng R. Thì tôi đổi cái tên này lại cho nó các bạn theo dõi cho dễ, đúng không? Vậy tìm giao phụ của Q và R chính là đường G. Hiện ta tìm được cái G1 và G2. Và đường D, bước thứ ba, cắt vào cái giao phụ G vừa tìm cho chúng ta cái điểm K cần tìm. Thì đường D ở đây chính là cái đường an cái đoạn thẳng AC này. Đấy, chúng ta cần xác định AC cắt vào cái mặt phẳng R, đúng không? Thế thì AC cắt vào mặt phẳng R tại cái điểm K. Thì các bạn sẽ nhìn thấy ở đây chỗ này là đánh dấu tổ thức bị nhầm A2. A1 C1 trùng G1 thì không thể nhìn thấy nó cắt ở đâu được, chúng ta nhìn trên hình chiếu bằng A2 C2 cắt G2 thì cho chúng ta điểm K2. Đây chính là điểm K2. Và gióng ngược lên trên này, chúng ta gióng ngược lên A1 C1 thì chúng ta sẽ tìm được K1. Đây là K1. Đấy, muốn tìm được cái điểm K phải chỉ rõ đồ thức K1, K2 của nó nằm ở đâu. Thì khi vẽ bài tập lớn, các bạn cũng nhớ là các bạn cố gắng vẽ ta có cái mũi tên này để chỉ các cái bước làm ta. Đấy, có cái mũi tên này chỉ các cái bước gióng gióng từ đâu xuống. Ví dụ ở vị trí này đây là ta gióng từ trên xuống nên ta phải có mũi tên này. Đấy. Vậy thì chúng ta tìm được điểm AC cắt vào mặt phẳng R tại điểm K. Tương tự với cả BC nhé. Hoàn toàn tương tự với cả đoạn thẳng BC. Ta lập một cái mặt phẳng phụ trợ. Ví dụ đây ta lập mặt phẳng phụ trợ, đây là mặt phẳng. Mặt phẳng T đi. Đấy, mặt phẳng phụ trợ chiếu đường T1. Chứa đường BC. T1 chứa đường BC. Và chúng ta sẽ xác định cái BC này cắt vào cái mặt phẳng R này ở đâu. Thì bước đầu tiên lập mặt phẳng chiếu đường T1 chứa đường BC. Bước thứ hai, xác định giao tuyến phụ của mặt phẳng T và mặt phẳng R. Giống như ở bước trên, đúng không? Xác định giao tuyến phụ của mặt phẳng T cắt vào mặt phẳng R thì tôi lại cho cái vết đứng và vết bằng cắt vào cái T này. Hoàn toàn tương tự như lúc nãy. Thì ở đây vết đứng D1 đây hay là V1R cắt vào mặt phẳng T ở cái điểm này. Đấy, tôi gọi điểm này điểm 3, đa 31 thì 32 nằm trên trục x. Đây là 3 32. Chỗ này đây. 31. Bên dưới này là 32. Đấy là cái vết đứng cắt vào mặt phẳng T. Vết bằng cắt vào mặt phẳng T. Thì tức là đường K đấy, cắt vào mặt phẳng T. Nó cắt vào vị trí hai thằng này sẽ cắt hơi xa một chút. Đấy, thì cái hình này thì nếu như cái hình này để cho nó cắt gọn tờ giấy thì có thể là chọn ta chỉnh cái C này thấp xuống dưới một chút này thì nó sẽ cắt gọn hơn. Đấy thì ở đây tôi cứ để thoải mái, tại vì trong cái không gian AutoCAD này thì không lo thiếu giấy. Còn trong bài tập lớn các bạn có thể chỉnh cái điểm C này nó thấp xuống vị trí này một chút thì lúc đấy là cái nghiệm nó sẽ đẹp hơn. Thế bây giờ cái đường K này hay là chính là cái hình chiếu đứng của V2R đấy. Cắt vào T1 cho chúng ta điểm này là điểm. Đây là điểm 3 rồi, chúng ta gọi điểm này là điểm 4. 41. Và
dòng xuống, dòng xuống thì đương nhiên ta phải dòng xuống với 2R hay là K2 rồi đúng không, thì chúng ta sẽ thu được cái điểm 42. Đây là 42 nối 32 với 42 lại, nối 32 42 lại thì 32 42 chính là cái hình chiếu bằng của cái giao phụ giữa mặt phẳng T và mặt phẳng R. 32 42 sẽ cắt vào cái đường BC, thì đây là B2 C2, 32 42 cắt vào B2 C2. Đấy, hai đường này cắt nhau ở cái vị trí điểm này. Đấy, ta gọi điểm này là điểm G, G2. Đây là G2. Và lúc này thì gióng lên trên hình chiếu đứng. Chúng ta gióng lên trên hình chiếu đứng. Đấy, BC cắt vào mặt phẳng R tại điểm G. B2 C2 cắt vào R tại G2. Thì gióng lên B1 C1 chúng ta sẽ tìm ra được G1. Trên này đây là G1. Và nối K1 với G1, nối K2 với G2. Thì đây chính là giao tuyến của miếng phẳng ABC đâm vào cái mặt phẳng R. Chuyển nó sang cái dạng nhân liền đập cho các bạn theo dõi nó dễ. Giao tuyến của chúng ta sẽ là JK. Bây giờ chúng ta đã giải xong cái phần thứ nhất, đó là xác định cái giao tuyến. Bây giờ phần thứ hai là xét thế khuất. Xét thế khuất của cái miếng ABC đâm vào mặt phẳng R này. Cái thế khuất nó như thế nào? Bây giờ để tiến hành xét thế khuất của cái bài toán này thì chúng ta sẽ ứng dụng cái lý thuyết về tiến hành xét thế khuất ở trên hình chiếu đứng và hình chiếu bằng đã học. Nó sẽ thế khuất trên hình chiếu đứng trước. Thì để xét thế khuất của cái giao tuyến miếng phẳng ABC cắt vào cái mặt phẳng R này ở trên hình chiếu đứng, chúng ta sẽ tìm một cái vị trí ấy, gọi là cái vị trí chồng lấp tranh chấp ở trên cái hình chiếu đứng này. Đấy, ví dụ đây chúng ta thấy có cái vị trí AC này. Đấy, và cái vị trí cái vết đứng V1R, A1C1 và V1R trên hình chiếu đứng là rõ ràng là có một cái điểm vị trí này, đây là hai cái này nằm đè nhau. Thì chúng ta sẽ tìm xem là AC đây sẽ che cái V1R hay là V1R che AC. Thì cái này để kiểm tra thì chúng ta sẽ gắn hai cái điểm, một điểm là thuộc đường AC và một điểm là thuộc V1R. Sau đó chúng ta kiểm tra xem độ xa của hai điểm đấy, điểm nào có độ xa lớn hơn thì điểm đấy sẽ thấy trên hình chiếu đứng, còn điểm có độ xa mà nhỏ hơn thì sẽ khuất ở trên hình chiếu đứng. Thì dễ dàng nhận thấy rằng là cái điểm thuộc V1R thì hình chiếu bằng của nó nằm ngay trên trục x, tức là độ xa bằng 0. Còn điểm thuộc AC, A1C1, hình chiếu đứng của nó là A1C1, hình chiếu bằng của nó gióng xuống A2C2, thì điểm đấy khẳng định luôn là độ xa của nó sẽ lớn hơn điểm nằm ở trên cái vết V1R. Cho nên trong trường hợp này AC, A1C1 trên hình chiếu đứng sẽ che V1R. Vậy thì ở đây tôi dùng cái liền đậm để các bạn theo dõi cho dễ. A1C1 che V1R. Thế cho nên là cái đoạn A1C1 đến cái vị trí V1R ở đây thấy thì tiếp tục nó sẽ thấy tiếp. Và nó thấy thì nó thấy tới đâu thì nó sẽ thấy tới vị trí giao. Đến cái vị trí giao tuyến nó đâm vào mặt phẳng R tại điểm K, nó sẽ chui ra phía sau mặt phẳng R. Đấy, các mặt phẳng hình chiếu cũng như là các cái đối tượng trong cái xét thế khuất là đều được tính là đục không trong suốt. Và như vậy thì mặt phẳng R này cũng là mặt phẳng đục. Cho nên là cái đường AC này
thì nó thấy đến cái vị trí K đâm vào mặt thằng R chui ra phía sau. Như vậy thì từ cái điểm K này tới cái vị trí điểm C lúc này sẽ là nét khuất. Từ K đây đến C đây, đây sẽ là nét khuất. Ở đây thì tôi sẽ xóa cái đoạn giữa này đi cho các bạn theo dõi. Đấy, K đến C sẽ là khuất. Hoàn toàn tương tự thì các bạn cũng có thể dễ dàng suy luận ra được là ở cái vị trí bên dưới này, cái đường BC này, đường BC và cái vết đứng của mặt phẳng R là V1R. Ở đây B1C1 thì chắc chắn cũng tương tự sẽ che V1R. Tại vì điểm thuộc V1R thì cái hình chiếu bằng của nó rơi trên trục x, độ xa bằng 0. Còn điểm thuộc B1C1 thì cái hình chiếu bằng gióng xuống B2C2 là nằm tít ở dưới này. Đấy, nằm tít ở vị trí này. Cái độ xa rõ ràng là lớn hơn cái điểm nằm ở trên cái vết đứng. Vậy thì B1C1 trên hình chiếu đứng sẽ che V1R. Cho nên ở đây B1C1 đi qua cái vị trí này sẽ tiếp tục thấy. Thấy tới đâu thì nó thấy tới giao. Các bạn nhớ là thấy tới giao. Đây, cụ thể đây là cái điểm G1. Và sau đó đến cái vị trí G1 thì BC đâm xuyên qua cái miếng phẳng, đâm xuyên qua mặt phẳng R, chui ra phía sau. Thì từ cái vị trí từ điểm G cho tới điểm C trên hình chiếu đứng G1C1 sẽ là đoạn khuất. G1C1 là khuất. Còn đương nhiên rằng là A1B1 trên hình chiếu đứng này, lúc này khi hai cạnh này là cạnh thấy, thì hiển nhiên là AB lúc này A1B1 cũng là cạnh thấy. Và ở đây V1R thì sẽ bị A, cái A cạnh AC và cạnh BC nó che. Cho nên rằng là từ cái vị trí từ đây cho đến đây thì cái vết đứng V1R sẽ là nét khuất. Nét khuất. Đấy. Còn hai cái vị trí này thì đương nhiên là không bị cái miếng phẳng ABC che, thì chúng ta thấy là nó là cái phần thấy. Đấy, đấy là xét thấy khuất ở trên hình chiếu đứng. Thế còn xét thấy khuất ở dưới hình chiếu bằng thì cũng hoàn toàn tương tự. Chúng ta cũng sẽ xác định cái lần lượt các cái cạnh tranh chấp lấy ở một cái vị trí cụ thể ở trên hình chiếu bằng. Ví dụ ở đây, các bạn thấy tôi lấy cạnh A2B2. A2B2 và cái V2R nó sẽ có cái điểm tranh chấp là ở vị trí này. Thế thì ở đây chúng ta sẽ có hai điểm, một điểm nằm trên A2B2, một điểm nằm trên V2R. Đấy, một điểm nằm trên V2R. Thế thì chúng ta sẽ xét thấy khuất trên hình chiếu bằng, chúng ta phải dùng độ cao, gióng lên dùng độ cao. Chúng ta kiểm tra xem điểm nào mà có độ cao lớn hơn thì điểm đấy sẽ thấy trên hình chiếu bằng. Điểm có độ cao nhỏ hơn thì sẽ khuất. Rõ ràng điểm thuộc V2R thì hình chiếu đứng của nó nằm ngay trên trục x. Còn điểm thuộc A2B2 thì cái hình chiếu đứng của nó phải gióng tốt lên trên A1B1, tức là nó phải nằm ở tận trên này cơ. Đấy. Điểm thuộc A2B2 hình chiếu đứng của nó phải nằm trên A1B1. A1B1 là nằm tận trên này. Đây giống nhau. Đấy, nó phải nằm tít ở trên này. Như vậy các bạn sẽ thấy ngay rằng là cái điểm nằm trên A2B2 này thì trong không gian, tức là cái điểm đấy nằm thuộc AB, nó sẽ có độ cao lớn hơn cái điểm nằm trên V2R. Vì điểm nằm trên V2R, cái hình chiếu đứng của nó rơi ngay trên trục x, có nghĩa rằng là
độ cao của nó là bằng 0, có điểm nằm trên A hay AB. Đấy, thì cái độ cao của nó rõ ràng là lớn hơn so với cả độ cao của trục x, này nó cao hẳn hẳn một đoạn. Vì vậy ở đây các bạn sẽ thấy rằng là trên hình chiếu bằng A2B2 sẽ che V2R, cho nên A2B2 là nét nét đậm, là thấy hết đúng không? Cái này thì các bạn có thể để lại cái nét này để kiểm tra cái vị trí độ cao, so sánh độ cao, hoặc là các bạn xóa đi cũng được. Thì các bạn có thể để lại ở một vị trí này để kiểm tra độ cao, còn những vị trí khác các bạn không cần kiểm tra nữa, mà ta sẽ suy luận. Suy luận ở đây ví dụ A2B2 đây thấy rồi, thì hiển nhiên rằng là cái đoạn này từ A2 cho tới cái vị trí K2 là cái giao điểm, thì từ đây A2 đến K2 sẽ tiếp tục phải thấy, chỗ này sẽ là cạnh thấy, và thấy đương nhiên là nó thấy là thấy tới giao, tức là thấy đến điểm K. Cạnh AC lúc này đâm vào trong cái mặt phẳng R tại điểm K, thì từ A2 đến K2 là thấy, đâm vào vị trí K2 chui ra phía sau, thì từ K2 đến C2 đoạn này sẽ là đoạn khuất. Thế thì K2 C2 khuất, thì từ cái vị trí C2 cho đến điểm G2 hiển nhiên rằng là đang khuất, thì chỗ này mặt này cũng là khuất nốt, tức là C2 cho đến G2 là khuất, C2 đến G2 chỗ này đang khuất, chạy đây là khuất tiếp. Thế thì khuất tức là nó nằm ở phía sau này, nó đâm vào cái mặt phẳng R tại điểm G chui ra ngoài, như vậy thì từ G đến B chỗ này sẽ là thấy. Như vậy các bạn sẽ thấy là chúng ta đã sẽ thấy khuất của cái miếng phẳng ABC này đâm vào trong mặt phẳng R ở hình chiếu bằng, thấy khuất, và sẽ thấy khuất của cái vết V2R này. Thì cái vết V2R này hiển nhiên ở chỗ vị trí giữa này, hai cạnh là cạnh BG và cạnh AB này là cạnh thấy, thì cái đoạn giữa của V2R sẽ là cạnh cạnh khuất, đây sẽ là cạnh khuất bị che. Thế còn phần ngoài này, phần ngoài này thì nó sẽ là cạnh cái nét thấy, nét liền đậm. Ở đây thì chúng ta sẽ không tô toàn bộ đậm hoàn toàn, ta chỉ tô một phần thôi, chứ còn tô đậm hoàn toàn thì không cần thiết. Như vậy các bạn sẽ thấy là sau khi ta sẽ thấy khuất xong, thì hai cái miếng phẳng, miếng phẳng ABC đâm vào mặt phẳng R nó sẽ nổi nổi lên, tạo cái tính trực quan. Đây tôi có thể tạm tắt cái nét màu tím đi, thì các bạn sẽ thấy đây là giao của miếng phẳng ABC và mặt phẳng R. Đấy, như vậy tôi đã sẽ thấy khuất xong. Đây là cái bài toán tìm giao và sẽ thấy khuất ở trên đồ thức. Thì với các đề khác thì cũng hoàn toàn tương tự. Ví dụ với cái đề của giao hai miếng phẳng hay là hai miếng tam giác này, thì các bạn cũng sẽ tiến hành là gì? Đây, cái này các bạn cũng lập cho tôi một cái mặt phẳng phụ trợ R đúng không? Chiếu đứng chẳng hạn, chứa chứa cái đường AC. Đấy, thì cái mặt phẳng R này hiển nhiên là đây này, chúng ta vẽ nhanh qua một chút một cái minh họa như này, lập một mặt phụ trợ R chiếu đứng chứa đường AC. Đấy, thì cái mặt phẳng này nó sẽ cắt, tôi vẽ nhanh thì nó sẽ cắt cạnh, đây là cạnh GE tại một một điểm. Đấy, gióng xuống G2E2 là gióng xuống bên dưới này. Đấy, nó cắt cái cạnh mặt phẳng này này, nó lại cắt cái cạnh cạnh này là cạnh EF tại một cái điểm 21, gióng xuống E2F2. Đây cho chúng ta điểm 22. Nối 12 với 22 lại. Thì lúc này đây chính là cái giao phụ của mặt phẳng R với mặt phẳng GEF. Giao phụ này thì nó sẽ cắt vào cái cạnh A2C2 ở dưới hình chiếu bằng A2C2 đây. Cắt giao phụ
các thời điểm này. Và gióng lên chúng ta sẽ có hình chiếu đứng của điểm giao đấy. Giả sử tôi gọi điểm là điểm điểm K đi. Điểm K nhé. Thì vị trí này đây sẽ là K1 ở bên trên điểm này. Còn bên dưới sẽ là K2. Đấy. K2 gióng lên chúng ta sẽ tìm K1. Đấy là các cạnh. Cạnh này là cạnh AC. Tương tự chúng ta có cạnh BC này. Thì chúng ta cũng lập một cái mặt phẳng phụ trợ chiếu đứng. Đấy. Thế xong rồi sau đó thì cho nó cắt vào thì hai cạnh này. Cắt vào theo một cái giao tuyến phụ, cắt miếng phẳng GF theo một giao tuyến phụ. Ví dụ cắt cái EG ở đây gióng xuống E2G2. E2G2. E2G2 là cạnh chéo này, đúng không? Gióng xuống E2G2. Đấy. Cắt vào cái vị trí E1F1 đây. Gióng xuống E2F2 là vị trí này. Đấy. Nối hai điểm này lại hình chiếu bằng. Thì nó sẽ cắt cái hình chiếu bằng của B2 BC, tức là B2C2. 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 Đây. Đây là B2C2, trên này đây là B1C1 mà. Thì dưới đây là B2C2. Đường này và đường B2C2 sẽ cắt nhau. Đấy, thì cho chúng ta điểm G2. Đây gọi là G2. Gióng lên trên hình chiếu đứng. Gióng lên trên này là B1C1, chúng ta sẽ tìm ra được điểm G1. Như vậy là cái hai cái miếng này nó không đâm xuyên mà nó ngậm vào nhau thôi. Đây là G1. Ví dụ như vậy. Và nối lại thì các bạn sẽ thấy là nối G1K1 nối G2K2. Đấy, cái giao tuyến của chúng ta đây. Và hiển nhiên rằng là cái giao tuyến này thì có một phần nó của nó là cái không có, đây là hai cái miếng tam giác. Cho nên là cái giao này có sẽ có một phần của nó là cái phần giao do ảo. Cái phần giao thật của nó thì tôi tô lên đền đậm, nên các bạn sẽ nhìn thấy rằng là, tức là cái phần hai miếng phẳng nó giao vào nhau, đâm vào nhau là từ đây đến đây này, trên hình chiếu đứng này. Đấy, còn dưới hình chiếu bằng hiển nhiên là nó chỉ có từ đây đến đây thôi. Còn cái phần này đây là cái phần giao ảo ở trong không gian. Đấy, nó không cắt vào. Đấy, hai cái miếng phẳng này nó ngậm vào nhau. Và việc của các bạn lúc này đó là chúng ta phải tiến hành xét thế khuất. Đấy, xét thế khuất. Đấy, còn ở đây thì tôi chỉ làm ví dụ minh họa cho cái đề này. Để các bạn hình dung là hai miếng phẳng tam giác thì chúng ta tìm giao như thế nào. Còn xét thế khuất thì các bạn làm tương tự như ở cái hình này. Rồi, thì cái video này thì tôi sẽ hướng dẫn sơ bộ như vậy và các bạn làm hoàn toàn tương tự cho các cái đề khác. Với cơ bản thì các cái đề khác cũng đều là một hoặc là một miếng tam giác đâm vào một mặt phẳng cho 72 vết, hoặc là hai cái miếng phẳng tam giác, hoặc một miếng tam giác cắt vào miếng một cái miếng tứ giác. Đấy, thì đều tương tự nhau cả. Phương pháp thì đều là dùng phương pháp mặt phẳng phụ trợ để tìm giao điểm của hai cái đường thẳng thuộc cái miếng phẳng đâm vào cái miếng phẳng còn lại hoặc là đâm vào cái mặt phẳng kia, tìm ra hai giao điểm nối lại, sau đó sẽ thế khuất như bình thường. Rồi, thì các bạn có thể tham khảo video này, chúng ta làm cái bài tập lớn số 1 để cho nó cái hiệu quả.